Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời sẽ khô ráo hơn. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa giảm hẳn vài nơi. Trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Du Đồng Bằng vẫn còn có mưa rải rác. Dự báo trong đêm nay và sang đến ngày mai, vùng hội tụ gió di chuyển xa phía biển, miền Bắc giảm mưa hẳn. Bên cạnh đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời còn có nắng về chiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ do vẫn còn chịu tác động của khối không khí lạnh, nên dù mưa giảm nhưng nhiệt độ vẫn thấp, chỉ từ 16 đến 19 độ. Rét đậm vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng ở khu vực vùng núi và trung du có nơi rét hại. Đến tối và đêm mai ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng đồng bằng có nơi rét đậm, vùng núi và trung du có nơi rét đậm rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Lui xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Dự báo trong đêm nay, trải dài từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Sáng đến ngày mai, khu vực các tỉnh phía Bắc đều hải văn, từ Thanh Hóa và Nghệ An mưa giảm, nhưng khu vực phía Nam đều hải văn, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận, do chịu tác động của khối không khí lạnh và dao động của đới gió đông nên sẽ có mưa rải rác. Vì nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giảm chỉ còn từ 15 đến 18 độ trời rét. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ còn 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, dao động trong đới gió đông cũng tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho cả hai khu vực này trong ngày nắng sẽ yếu đi. Ở vùng cao Tây Nguyên, cục bộ có nơi có mưa, làm cho nền nhiệt trong ngày ở Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ xuống mức từ 31 đến 34 độ, nắng nóng ở các tỉnh miền Đông tạm thời chấm dứt. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5. Mưa dông rải rác xảy ra ở khu vực huyện đảo Trường Sa, làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 10 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.